Trở lại phần tin tức của đài truyền hình SPTN là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Kính mời quý vị theo dõi với Kim Nhung. Sau lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump, Cộng sản Việt Nam khẳng định mong muốn hợp tác tự do và công bằng với Hoa Kỳ. Tin từ Hà Nội, Việt Nam, thưa quý vị, vào ngày thứ Sáu, 28 tháng 6, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên bố cam kết thương mại tự do và công bằng với Hoa Kỳ. Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế đối với các sản phẩm từ các quốc gia Đông Nam Á trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Trung Cộng. Và ngày hôm thứ Tư, 26 tháng 6, thì Tổng thống Donald Trump cho biết là chính phủ đang thảo luận với Cộng sản Việt Nam về vấn đề thương mại. Ông cho rằng Hà Nội đối xử với Hoa Kỳ thậm chí còn tồi tệ hơn Trung Cộng về mặt thương mại. Ngày hôm thứ Sáu, 28 tháng 6, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đáp lại bình luận của Tổng thống Trump rằng với quan điểm hai nền kinh tế có thể hỗ trợ cho nhau, Cộng sản Việt Nam chủ trương thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với Hoa Kỳ theo hướng tự do, công bằng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Việt Nam cũng đang cố gắng ngăn chặn những hàng hóa ngoại quốc dán nhãn Made in Việt Nam một cách trái phép để trốn thuế. Thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ và thặng dư thương mại của hai nước đang tăng nhanh. Nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh trong tam giác nguyệt thứ hai do được hỗ trợ bởi xuất cảng mạnh mẽ và đầu tư nước ngoài trong bối cảnh cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh. Thưa quý vị, sau khi Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tìm đến bàn của Tổng thống Donald Trump trong giờ giải lao tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào ngày 28 và 29 tháng 6. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho biết là sẽ nhập cảng thêm khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Hoa Kỳ. Và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ sẽ sớm ký một biên bản ghi nhớ về việc nhập cảng khí đốt tự nhiên. Đây là một sự hợp tác năng lượng dài hạn và mang tính chiến lược. Công ty Vingroup của Việt Nam hợp tác với hãng Fujitsu của Qualcomm để phát triển điện thoại thông minh 5G. Tin từ Hà Nội, vào ngày thứ Sáu 28 tháng 6, hãng Vingroup, công ty niêm yết có vốn thị trường lớn nhất ở Việt Nam, vừa công bố thỏa thuận hợp tác với công ty thuộc hãng Fujitsu Nhật Bản và hãng Qualcomm Hoa Kỳ để phát triển điện thoại thông minh 5G. Hãng Vingroup tuyên bố những chiếc điện thoại Vinsmart này sẽ được sản xuất tại nhà máy nằm ở Hà Nội và dự kiến sẽ được bán tại Hoa Kỳ, châu Âu và các thị trường khác trên toàn cầu vào tháng 4, 2020. Và đầu tháng 6 năm nay, công ty bắt đầu xây dựng một nhà máy có thể sản xuất 125 triệu chiếc điện thoại mỗi năm. Hãng Vingroup đã ra mắt thương hiệu Vinsmart vào tháng 12 năm 2018 và tìm cách giành những thị phần từ các thương hiệu nổi tiếng như Samsung và Apple tại Việt Nam, nơi có dân số vào khoảng 95 triệu người. Công ty Vingroup bắt đầu bán điện thoại Vinsmart tại Tây Ban Nha vào tháng 3 và có kế hoạch mở rộng sang các thị trường Âu Châu khác. Điện thoại Vinsmart đã được bán ở khu vực láng giềng Myanmar vào tháng 5 năm nay. Vụ cưỡng chế quán bún không bán nước do lỗi của người đánh máy, tin Sài Gòn Việt Nam, thưa quý vị. Báo Người Tiêu Dùng ngày 28 tháng 6 năm 2019 loan tin sau 4 ngày kéo quân đến phá rồi cướp tài sản của quán bún bò Dũng Đinh. Ngày 18 tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân Cộng sản phường 4, quận 8, Sài Gòn đã ra thông báo liên quan đến hành vi phá quán. Nội dung của thông báo giải thích rằng quyết định cưỡng chế quán bún bò Dũng Đinh có sai sót nhưng là do lỗi của người đánh máy. Theo đó, Ủy ban phường 4 sửa nội dung về quyết định tháo dỡ công trình tại một phần thửa 12 tờ 98 thành thửa 12 tờ 99. Tuy nhiên, chủ nhân của công trình bị cưỡng chế vẫn không được sửa lại cho đúng người, mà vẫn là tên của ông Nguyễn Chí Nguyên, trong khi ông Nguyên không phải là chủ của thửa đất 12 tờ 99, mà người đứng tên thửa đất là 12 tờ 99 là ông Nguyễn Việt Thắng, còn người đứng tên công trình xây dựng tạm là quán bún bò Dũng Đinh là ông Nguyễn Đức Phẩm, còn ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng hay còn gọi là Dũng Đinh là người điều hành quán bún. Sau khi thông báo trên được ban hành thì tất cả những người liên quan đến quán bún bò Dũng Đinh đều không nhận được sự thông báo. Trước đó, như SBTN đã thông tin, vào ngày 14 tháng 6 năm 2019, nhà cầm quyền quận 8 đã kéo hàng trăm người đến cưỡng chế quán bún bò Dũng Đinh. Quán bún được nhiều người chú ý với bảng thông báo có nội dung không bán nước và cấm tất cả những người Trung Cộng bước chân vào quán bún. Tin tiếp theo cho biết ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật ở nông thôn Việt Nam trở thành nghiêm trọng. Vào ngày 29 tháng 6, 2019, Báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết môi trường ở nông thôn đã bị ô nhiễm nặng nề bởi việc sử dụng tràn lan
thuốc bảo vệ thực vật và do vậy, sức khỏe của người dân sống ở vùng nông thôn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Báo đã đưa đến kết quả một cuộc thử máu cho nông dân ở xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam trong tháng 6 2016 để khảo sát mức độ phơi nhiễm thuốc trừ sâu trong một vùng có nguy cơ cao. Một viện thuộc Bộ Y tế sử dụng phương pháp đánh giá nồng độ cholinesterase trong huyết tương bằng giấy phản ứng cho 243 người tham gia và cho thấy 138 trường hợp có nguy cơ và 43 trường hợp không an toàn. Đáng chú ý là thuốc không chỉ ảnh hưởng đến người lớn mà còn cả cho trẻ con thông qua hít thở không khí ô nhiễm, qua nông sản và qua tiếp xúc. Tiếp xúc với chất gây hại đã làm giảm hoạt tính của cholinesterase trong huyết tương của nông dân và trẻ em sống trong khu vực nguy cơ. Nhiều nông dân nói là họ sử dụng nhiều thuốc để phun cho cây trồng, người khác không trực tiếp làm ruộng nhưng họ cũng bị ảnh hưởng bởi sống gần cánh đồng. Sông ngòi, giếng và hồ ở vùng nông thôn cũng bị ô nhiễm thuốc bởi nông dân rửa dụng cụ phun hoặc là vứt bao bì đựng thuốc xuống hoặc là bị gió đưa thuốc đến. Sử dụng nhiều loại thuốc, nhiều trong đó được nhập từ Trung Cộng rất độc hại và bị cấm sử dụng ở nhiều nước phát triển. Tuy nhiên, những thuốc độc hại cho môi trường vẫn được nhập lậu và bày bán cho nông dân vì sự kiểm soát lỏng lẻo của cơ quan chức năng. Nông nghiệp Việt Nam có bước phát triển nhanh cung cấp thức ăn cho 95 triệu dân và xuất khẩu. Tuy nhiên, an toàn thực phẩm vẫn là một thách thức lớn trong một quốc gia mà tham nhũng mang tính hệ thống. Một phụ nữ Việt bị tù 2 năm rưỡi vì trồng cần sa. Thưa quý vị, bản tin từ Úc, một phụ nữ Việt Nam bị tù 2 năm rưỡi vì đã trồng cần sa gấp 5 lần số lượng cần sa thương mại tại một căn nhà ở Miners Rest vào năm ngoái. Theo như tờ The Courier, cô Anh Lưu 22 tuổi và anh Trọng Vũ 33 tuổi bị bắt vào tháng 6 năm 2018 sau một cuộc điều tra kéo dài về những người trồng cần sa bí mật trên khắp khu vực Ballarat. Cặp vợ chồng người Việt này bị bắt tại một địa chỉ trên đường Baxter sau khi cảnh sát phát hiện 54 cây cần sa nặng 129.5 kg. Cô Lưu và người phải sinh con trong tù vào tháng 8 năm ngoái vừa bị kết án tại tòa án cấp quận ở Ballarat vào ngày hôm thứ Năm vừa qua 27 tháng 6. Sau khi cô nhận tội đối với việc trồng một lượng cần sa thương mại, thẩm phán Michael McNally mô tả đây là một hành vi tội phạm tội nghiêm trọng, với tội danh phải chịu hình phạt tối đa là 25 năm tù. Ông cho biết là hiện vẫn chưa rõ vai trò chính xác của cô Lưu tại một căn nhà trồng cần sa, nhưng rõ ràng là cô ấy đang sống trong khuôn viên, có nhận thức được những gì đang diễn ra và đã nhận tội dựa trên cơ sở đó. Thưa quý vị, theo như tờ The Courier, tòa án nhận được thông báo rằng đồng phạm của cô Lưu, tức là anh Vũ, đã mua ngôi nhà này vào tháng 11 năm 2017 và cô Lưu chuyển đến đó vào 2 tháng sau. Lượng cần sa trên được trồng trong 6 tháng từ ngày 10 tháng Giêng cho đến ngày 20 tháng 6 năm 2018. Cặp đôi này bị phát hiện tại ngôi nhà sau khi cảnh sát thực hiện lệnh khám xét vào ngày 20 tháng 6 năm 2018. Một lần nữa chúng tôi xin phép được tạm ngưng phần tin tức. Mời quý vị theo dõi những thông tin thương mại của đài. Và tiếp theo đây là những bản tin phóng sự cộng đồng. Kính mời quý vị cùng theo dõi với Ngọc Lan Thanh. Phóng sự từ thành phố Oregon, nhân dịp trại huấn luyện Tùng Nguyên Chính được tổ chức tại tiểu bang Oregon, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với quý trưởng Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ gốc Việt để tìm hiểu thêm về huy hiệu Hướng Đạo Việt Nam và lá cờ vàng tự do mang trên đồng phục Hướng Đạo Hoa Kỳ. Phóng viên Quang Trung gửi về bản tường trình như sau. Kính chào quý khán thính giả. Cờ vàng ba sọc đỏ hay cờ vàng tự do của người Việt Nam tị nạn cộng sản nơi hải ngoại lại được nhắc đến để nhớ về một quá khứ hào hùng của hàng triệu người Việt không cộng sản đã kiên cường chiến đấu bảo vệ nền tự do cho miền Nam Việt Nam trong 30 năm chiến tranh và sau năm 1975 ở nước ngoài. Nhân dịp trại huấn luyện Tùng Nguyên 9 được tổ chức tại tiểu bang Oregon, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với quý trưởng Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ gốc Việt để tìm hiểu thêm những thắc mắc về huy hiệu Hướng Đạo Việt Nam
và lá cờ vàng tự do mang trên đồng phục hướng đạo Hoa Kỳ và quý trưởng đã chia sẻ như sau. Kính chào trưởng, em là Quang Trung và phóng viên của SBTN tại tiểu bang Oregon và Nam Washington. Mến chào trưởng, gọi là chào quý khán thính giả đài truyền hình SBTN. Xin chào anh Quang Trung, tôi là Martin Phạm Ngọc Phước và tôi là khóa trưởng của khóa tù nghiên chính tổ chức tại Cloverdale, Oregon và khóa tù nghiên chính bắt đầu từ lúc này. Cho đến ngày 22 tháng 6 năm 2019. Vấn đề mà lá cờ Việt Nam cách đây cả năm nay thì có nhiều cái tiếng nói, nhiều bản tin, nhiều này kia. Thì tôi có đọc nhưng mà tôi không có phê phán ai hết. Trong cái khóa này đặc biệt tôi nói rõ là chúng tôi vẫn treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, tức là Freedom Flag. Và chúng tôi vẫn kéo cờ, vẫn chào cờ mỗi buổi sáng và để cờ cả nguyên ngày cho tới buổi tối trước khi đi ngủ chúng tôi mới kéo xuống, tới buổi chiều chúng tôi mới hạ xuống. Đó là cái khóa học và khóa học đó được thể hiện từ nhiều năm nay vui như vậy. Thành ra cái vấn đề mà nói rằng không có chào cờ tôi thấy không đúng. Dạ, còn nếu mà trở lại cái huy hiệu mà anh nói đó thì tôi không bàn nhiều, nhưng mà tôi cứ theo cái gì có ở trong sách thì tôi đi theo cái đó. Nó có guideline tôi để đằng kia, nếu muốn thì cứ tới đó đọc. Đó rõ ràng trong sách vở, nếu anh lại đằng kia có cái bản tôi để thì luôn luôn nó nằm ở ngay chỗ này, ngay cái chỗ mà tôi đang đeo cái huy hiệu này. Và tôi thấy một số anh chị em đã có đeo cái đó ở miền Nam Hoa Kỳ và để là hướng đạo Việt Nam, có lá cờ Việt Nam đeo ở đây. Cái đó là hoàn toàn đúng. Tại sao mình không đeo? Mà chúng ta đeo những cái chỗ khác thì cái hội hướng đạo Hoa Kỳ nó complain. Theo tôi nghĩ mình làm đúng thì người ta sẽ chấp nhận. Mình làm sai người ta sẽ nói cho mình biết. Và tôi đồng ý. Cho nên chúng ta tới giờ này vẫn tuyên dương lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và vẫn giữ cái lá cờ đó là lá cờ tự do. Và cho tới giờ này chúng ta không có chấp nhận treo cái lá cờ đỏ sao vàng và tuyệt đối. Cho nên một lần nữa tôi xin nói rõ là chúng tôi không có kéo cờ đỏ sao vàng, chúng tôi kéo cờ vàng ba sọc đỏ, cờ quốc gia của chúng ta. Thì là chỗ này đeo những cái bằng cấp mà chúng ta đã học và đã đạt được, hoặc là những cái huân chương, những cái huy chương mà người ta tuyên dương cái người hướng đạo đó đã được nhận lãnh trong nhiều năm mình phục vụ. Thành ra chỗ này chúng ta không thể nào đeo được. Chỗ bên này thì hoàn toàn không được. Chỗ bên này hoàn toàn là của BSA. Mà mình đeo ở trên này người ta hiểu lầm đây là một cái hội hướng đạo khác nữa. Xin cảm ơn anh Quang Trung rất nhiều và xin cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình hôm nay, phổ biến cho tất cả các quý vị khán giả toàn quốc được xem để biết cái phong trào nó phát triển như thế nào. Xin cảm ơn anh và xin chào. Qua buổi tiếp xúc này nhằm để có một tiếng nói chung, tạo thêm sự đoàn kết và vững mạnh trong sinh hoạt của hướng đạo Hoa Kỳ gốc Việt. Một ngày hướng đạo, một đời hướng đạo. Chúng tôi, phóng viên Oregon tường trình cho SBTN từ trại hướng đạo Camp Clark.